Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân vừa bắt quả tang một xà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Công an xã Xuân Hồng nhận được tin báo có một xà lan mang số hiệu NA2543 đang khai thác cát trái phép trên sông Lam tại khu vực thôn 1 xã Xuân Hồng. Nhận tin báo, Công an xã cùng quần chúng nhân dân tham gia truy đuổi và bắt giữ. Tại thời điểm bị phát hiện, trong xà lan có khoảng 20 mét khối cát Quá trình kiểm tra chủ xà lan là Nguyễn Thị Ngư, sinh năm 1981, trú tại xóm 2 xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát. Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật.